Cảnh báo, buổi tối cứ ăn cơm với nước rau luộc này, máu dồn lên não, sống rất thọ, gan thận sạch độc. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý cô bác thân mến, dân gian vẫn có câu khôn ăn cái dại ăn nước. Ý chỉ khi ăn thì nên chọn phần cái mà ăn, như thế mới thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Còn phần nước của thức ăn thì chẳng bổ béo gì, chỉ có đổ bỏ chứ cũng không nên ăn. Một số loại thức ăn thì đúng là như thế, chỉ nên ăn phần cái và bỏ đi phần nước. Nhưng với một số loại thức ăn khác, điển hình như rau luộc, thì phần nước luộc của rau lại vô cùng giá trị. Thành phần dinh dưỡng trong nước rau luộc có khi lại tốt gấp chục lần phần cái đã vớt ra. Nó không chỉ giúp mát gan, bổ thận, thanh lọc cơ thể mà còn giúp tăng cường sức khỏe cho tim mạch, xương khớp hoặc ngăn ngừa ung thư phát triển đó nhé cô bác. Tôi nói thế, có thể cô bác sẽ khó tin, nhưng thực tế đúng là có một số loại nước rau luộc đại bổ hơn cả nước nhân sâm đó cô bác ạ. Trong chương trình hôm nay, tôi xin được chia sẻ với cô bác những loại nước luộc như thế. Cô bác theo dõi để biết đó là nước rau gì, vì sao nó lại tốt với sức khỏe và cách sử dụng như thế nào cho hiệu quả của bác nhé. Vâng, thưa quý cô bác, như cô bác chúng ta đều biết, trong rau xanh chứa nhiều dinh dưỡng lành mạnh và thiết yếu cho cơ thể như vitamin, khoáng chất, canxi, sắt, chất xơ. Rau thường được chế biến theo nhiều cách như luộc, hấp, xào, nấu súp trong các bữa ăn gia đình. Đặc biệt luộc rau là cách đơn giản nhất và thông dụng nhất mà đa số cô bác đều chế biến. Cô bác thường lầm tưởng rằng khi luộc rau với nước sôi thì rau sẽ trở nên sạch hơn và ngọt hơn, và tất cả những vi khuẩn hay cặn đều đọng lại trong phần nước luộc rau củ. Sự thật thì hoàn toàn ngược lại của bác ạ. Theo bác sĩ Mai Quang Huỳnh Mai, khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2, những dưỡng chất, các yếu tố vi lượng và vitamin tan trong nước từ rau củ khi luộc sẽ tích tụ lại trong phần nước luộc này. Đặc biệt là các vitamin C, B1 và folate sẽ ngấm vào nước khi luộc rau. Vì thế, quả là lãng phí nếu cô bác chúng ta đổ bỏ đến nước luộc rau. Và sau đây, tôi xin chia sẻ với cô bác về 5 loại nước rau luôn cực kỳ tốt đối với sức khỏe nhé ạ. Đầu tiên là nước rau muống luộc. Tinh hoa ẩm thực không phải sơn hào hải vị, đơn giản chỉ là một bát nước rau muống luộc có vắt thêm chút chanh, hoặc như ở miền Bắc có dầm thêm quả sấu và tạo thành thứ nước chua thanh, dịu nhẹ là đã hao cơm phải biết. Nhưng rau muống luộc rất ngon, đưa cơm và giải nhiệt thì có lẽ cô bác nào cũng đã biết. Thế nhưng cô bác có biết đây được xem là một thần dược mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta không ạ? Cô bác biết không, từ xưa thì nước rau muống luộc đã được dùng để giải độc tố trong gan thận hiệu quả. Trong y học hiện đại, các công trình nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng uống nước rau muống luộc sẽ giúp thải độc, làm mát gan và ngăn ngừa các bệnh về gan như xơ gan, viêm gan, men gan cao. Theo các bác sĩ, nước rau muống luộc có tác dụng này là do trong nước rau có một enzyme có tác dụng giải độc, đồng thời ngăn chặn các gốc tự do hình thành cũng như tấn công sâu vào tế bào gan, gây hại cho chức năng của gan. Nhờ thế mà nó sẽ bảo vệ bộ phận này luôn được khỏe mạnh. Không những vậy, trong nước rau muống luộc còn giàu các vitamin, đặc biệt là vitamin C, các khoáng chất như là kali, sắt, magie, nên giúp cơ bắp chúng ta tăng cường được sức đề kháng, ngăn ngừa lão hóa, giúp xương chắc khỏe, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật xâm nhập. Thế nên khi luộc rau muống, cô bác hãy giữ lại phần nước luộc của rau để sử dụng nhé. Thứ hai là nước rau ngót luộc. Có lẽ cô bác cũng đã quá quen với rau ngót rồi đúng không? Nhưng tôi dám cá là sẽ rất ít cô bác mang rau ngót đi luộc, rồi sau đó sẽ dùng nước rau này để ăn với cơm. Nhiều người bạn của tôi khi nghe tôi nói điều này, họ đều bảo với tôi ăn nói vớ vẩn. Rau ngót chỉ nấu canh xương, canh thịt hoặc canh tôm, chứ ai mà đi luộc ăn sơ xác như bỏ nhai rơm thì sao mà nuốt nổi. Vâng, quả thực của bác nào có suy nghĩ như vậy và chưa từng uống nước rau ngót luộc thì đáng tiếc đó ạ. Cô bác biết không, theo các chuyên gia dinh dưỡng thì rau ngót luộc rất tốt trong việc bồi bổ khí huyết, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, nhất là với những phụ nữ vừa sinh con xong, nó sẽ giúp ngăn ngừa hậu sản rất hiệu quả đó nha cô bác. Không những thế, cô bác nào đang bị các bệnh về tim mạch, huyết áp cao mà dùng nước rau ngót luộc thường xuyên thì sẽ cải thiện được các chứng bệnh này của mình. Nguyên nhân là do trong rau ngót có chứa một lượng lớn chất papaverin. Chất này có tác dụng gây giãn mạch, chống co thắt cơ trơn nên có tác dụng giảm huyết áp hữu hiệu.
Nó cũng dùng được cho cả người bị mỡ máu cao, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, do tắc mạch, nghẽn mạch đó nhé cô bác. Bên cạnh đó, trong nước rau ngót luộc có một chất gọi là inulin, giúp chậm quá trình hấp thụ đường, nên phù hợp với cô bác nào đang bị tiểu đường nữa ạ. Thứ ba là nước rau diền luộc. Loại nước này được dân gian ví như một loại tiên dược giúp bổ máu vô cùng hiệu quả cô bác nhé. Theo các nghiên cứu thì trong nước rau diền rất giàu khoáng chất sắt, mà khoáng chất này thì cơ thể của bác sẽ hấp thụ hơn nhiều so với thịt cá, nên cô bác chịu khó uống nước rau diền đỏ luộc thường xuyên thì sẽ cải thiện các chứng bệnh liên quan đến thiếu máu như hoa mắt, chóng mặt, rối loạn tiền đình. Thành phần canxi cũng có nhiều trong nước rau diền, giúp bổ sung canxi cho hệ xương của cô bác, từ đó cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp của bác nhé. Dù nước rau diền luộc tốt với sức khỏe như vậy, nhưng khi uống thì cô bác cũng lưu ý là không nên uống nhiều vào buổi tối. Nó dễ khiến cô bác phải đi tiểu thường xuyên, từ đó sinh ra mất ngủ đó ạ. Thứ tư là nước rau tía tô. Từ lâu thì nước lá tía tô được biết đến như một loại nước thần dược trong việc chữa cảm mạo, hạ sốt cho cô bác chúng ta. Không những vậy, khi uống nước tía tô thay thế nước lọc hàng ngày thì sẽ giúp cô bác giảm cân cực kỳ hiệu quả nhé cô bác. Vì loại nước này chứa protein thực vật, chất xơ cùng nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu, có khả năng thúc đẩy dạ dày, tăng cường chuyển hóa trao đổi chất. Đặc biệt, lượng chất xơ trong loại lá này còn có tác dụng tạo dựng lên cơ, giúp vóc dáng săn chắc, thon gọn, tương tự như việc tập luyện thể dục thể thao. Ngoài ra thì nước lá tía tô cũng hiệu quả với những ai đang bị gút đó ạ. Do trong lá tía tô chứa các hoạt chất làm giảm tương đối nồng độ axit uric trong máu người sử dụng. Điều này góp phần hỗ trợ cải thiện tình trạng cho những người đang bị bệnh gút. Tuy nhiên, cô bác khi sử dụng vẫn nên hỏi ý kiến bác sĩ điều trị để cân đối sử dụng hợp lý với các loại thuốc được kê nhé. Và cuối cùng là nước rau mùi. Với người miền Bắc, rau mùi là cái tên gọi quen thuộc, còn ở miền Nam thì cô bác hay gọi là rau ngò, ngò xí đó ạ. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra, nước rau mùi sẽ cung cấp một số chất chống oxy hóa, nên nó sẽ giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào gây ra bởi các gốc tự do. Các hợp chất này bao gồm terpene, quercetin và tocopherol, có thể có tác dụng chống ung thư, tăng cường miễn dịch và bảo vệ thần kinh. Ngoài ra thì nước rau mùi còn có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim, chẳng hạn như huyết áp cao và mức cholesterol LDL có hại. Nhiều bệnh về não gồm Parkinson, Alzheimer và bệnh đa xơ cứng có liên quan đến viêm, mà đặc tính chống viêm của rau mùi có thể bảo vệ chống lại các bệnh này. Nên khi cô bác mà dùng thường xuyên nước rau mùi, cô bác sẽ tăng cường được trí nhớ cho não, giúp giảm thiểu tình trạng bệnh nhớ nhớ quên quên. Với cô bác nào thích làm đẹp thì nước rau mùi sẽ là lựa chọn lý tưởng để giảm cảm, đốt cháy mỡ thừa nhé ạ. Vì vitamin C trong rau mùi cao gấp đôi cà rốt, cà chua, đây sẽ là nguồn thúc đẩy trao đổi chất, hỗ trợ thanh lọc cơ thể. Nhờ đó, năng lượng được đốt cháy tốt hơn, nhanh chóng về dáng thon gọn. Việc sử dụng nước rau mùi hoàn toàn có thể giúp các bạn loại bỏ được mỡ thừa lâu năm, nhất là vùng bụng của bác nhé. Vâng, đó chính là 5 loại nước rau rất dinh dưỡng, cô bác nên giữ lại để sử dụng thay vì đổ bỏ đi nhé. Trời hè nóng bức mà có thêm tô canh nước rau luộc thì tôi đảm bảo cũng tốn cơm lắm đó ạ. Tuy nhiên, để nước luộc rau an toàn và thực sự tốt với sức khỏe thì cô bác cần lưu ý một số điểm sau đây. Đầu tiên, để có được nước luộc rau chất lượng, ngon và ngọt, cô bác chắc chắn phải chọn những loại rau mua là rau sạch và được trồng với quy trình an toàn nhé cô bác. Lưu ý tiếp nữa là các vitamin tan trong nước từ rau củ luộc rất dễ mất nếu chế biến không đúng cách. Vì thế cô bác cần phải luộc rau đúng cách để dưỡng chất vẫn được giữ lại. Tiếp theo là cô bác nên rửa từng lá, từng cọng rau dưới vòi nước chảy. Rửa nhẹ nhàng và nhiều lần để loại bỏ những tạp chất, vi khuẩn, côn trùng hay hóa chất bảo vệ thực vật còn sót lại trên rau. Bên cạnh đó thì cô bác không luộc những loại rau củ bị dập nát bởi chúng rất dễ nhiễm khuẩn từ nguồn phân tươi hay các hóa chất độc hại được tưới lên cây trong quá trình trồng trọt. Nước dùng từ những loại rau củ này khi uống sẽ gây nguy hiểm cho cơ thể đó ạ. Và lưu ý cuối cùng là cô bác không dùng nước luộc rau để nấu cháo hay pha sữa cho trẻ, vì trẻ cần nhiều dinh dưỡng hơn để có đầy đủ sức khỏe và phát triển tốt của bác nhé. Cô bác thân mến, luộc rau tưởng là công việc đơn giản nhất trên đời, nhưng cũng đòi hỏi người thực hiện phải hiểu biết để luộc rau sao cho ngon mắt và giữ được đầy đủ chất dinh dưỡng. Đôi khi, cô bác sai lầm khi luộc rau
và sử dụng rau luộc khiến cho tồn dư hóa chất trong rau vẫn còn, hoặc cô bác đã biến nó thành chất độc trước khi sử dụng đó ạ. Cô bác theo dõi tiếp nội dung để biết được mình có đang mắc phải những sai lầm nào khi luộc rau không nhé. Sai lầm số 1, tích trữ rau xanh quá lâu trước khi sử dụng. Ngày nay, với sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật, ví dụ như tủ lạnh, cô bác có thể dự trữ thực phẩm trong một thời gian dài để tiết kiệm thời gian đi chợ. Tuy nhiên, với rau xanh thì cô bác không nên tích trữ trong thời gian quá dài, vì như vậy tức là cô bác đánh mất gần như hết chất dinh dưỡng có trong nó. Nhất là đối với những loại rau giàu vitamin C như rau ngót, rau cải, cô bác chỉ cần để ở nhiệt độ 20 độ C trong vòng 1 ngày thì lượng vitamin C bị hao tổn tới 84%. Hãy hình dung nếu cô bác để rau trong tủ lạnh vài ngày đến cả tuần, chắc chắn lúc đó cô bác sẽ chỉ còn mỗi chất xơ để ăn thôi. Sai lầm số 2, chỉ rửa rau 3 nước. Rất nhiều người vẫn giữ thói quen chỉ rửa rau 3 nước và nghĩ rằng như thế là sạch. Thực ra cách rửa này chỉ đúng nếu rau của cô bác chỉ có đất và tạp chất bẩn, còn nếu có hóa chất, chúng sẽ không được rửa trôi. Cách an toàn và tích cực nhất hiện nay là cô bác nên ngâm rau ít nhất trong chậu nước lớn trước khi rửa. Nếu ngâm bằng nước vo gạo thì càng tốt, vì nước vo gạo sẽ giúp cô bác đánh bật một phần hóa chất trên bề mặt rau. Sai lầm số 3, ngâm rau quá lâu. Cô bác chúng ta thường có thói quen ngâm rau trong nước để loại bỏ vi khuẩn. Điều này khiến loại bỏ nhiều chất dinh dưỡng có trong rau, bởi vitamin C dễ dàng tan trong nước. Mặt khác, trong rau có nhiều nước, nếu ngâm trong nước quá lâu thì nước bên ngoài sẽ ngấm vào trong rau, làm cho vách tế bào của rau bị vỡ và chất dinh dưỡng của rau lại bị tràn ngược ra bên ngoài. Nhất là đối với rau sau khi cắt, ngắt, nếu ngâm trong một đêm thì gần như sẽ thất thoát hết vitamin C, vitamin nhóm B, khoáng chất và protein tan trong nước của bác ạ. Để làm sạch rau, đặc biệt là loại bỏ các loại ký sinh trùng, cô bác cần phải rửa rau dưới vòi nước chảy và rửa kỹ từng cọng một. Khi rửa rau, cô bác cũng chỉ nên ngâm rau ít phút trong chậu nước lớn trước khi rửa. Cô bác hãy ngâm rau bằng nước vo gạo, vì nước vo gạo sẽ giúp cô bác đánh bật một phần hóa chất trên bề mặt rau, hoặc ngâm rau một chút với muối để diệt trứng vi sinh vật bám trên rau của bác nhé. Sai lầm số 4, cắt rau xong không luộc ngay. Thói quen của đa số người nội trợ hiện nay là cắt rau trước, sau đó mới đem rửa. Tuy nhiên theo các chuyên gia thì cô bác nên làm theo quy trình ngược lại. Rửa trước, cắt sau để đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh. Bởi nếu cắt rau trước rồi mới rửa sẽ làm tăng diện tích tiếp xúc của rau với nước, làm cho các chất dinh dưỡng trong rau củ chủ yếu là nước, vitamin và khoáng chất bị tan trong nước, đặc biệt là vitamin C. Bên cạnh đó, nếu cô bác cắt nhỏ rau củ mà không luộc ngay tức thì là đang tạo điều kiện để các vitamin có trong rau bị oxy hóa gần hết. Sai lầm số 5, luộc rau ở nhiệt độ thấp. Luộc rau ở nhiệt độ thấp không chỉ làm mất đi màu xanh của rau, dễ khiến rau luộc bị nát, ăn mất ngon, mà còn làm tiêu tan vitamin C và B1 trong quá trình luộc. Lời khuyên dành cho cô bác, hãy cho thêm một chút muối vào nước, đun lửa to cho đến khi nước sôi sùng sục rồi mới bỏ rau vào. Sai lầm thứ 6, luộc rau quá kỹ. Đây là một trong những sai lầm khi luộc rau khá phổ biến. Rau khi luộc to lửa sẽ chín rất nhanh, thậm chí với một số loại rau như rau muống, rau khoai, chỉ cần sôi trào một phút là có thể vớt ra. Hay với súp lơ xanh thì cách tốt nhất là hấp hoặc ăn tái. Tuy nhiên, nhiều bà nội trợ lại sợ rau chín không kỹ nên để quá lâu, khiến rau bị nát mất hết vitamin. Sai lầm số 7, trần rau xong mới luộc. Nhiều cô bác cẩn thận trần rau vào nước sôi rồi đổ nước đi, sau đó mới luộc rau ở một lần nước sôi mới. Điều này sẽ khiến rau mất đi phần lớn dưỡng chất và bạn sẽ bị thiếu hụt chất dinh dưỡng lẽ ra sẽ nhận được từ rau đó ạ. Sai lầm số 8, nấu rau xong không ăn ngay. Khi vừa mới luộc xong, rau sẽ ngon và đảm bảo chất dinh dưỡng nhất nên cô bác nên ăn hết ngay. Nhiều người thường để rau nguội rồi mới ăn, nhưng không biết rằng nếu để sau 1 giờ mới ăn sẽ làm mất 25% lượng vitamin, sau 2 giờ mất từ 35-47%. Còn nếu cô bác chế biến sẵn, sau đó mới hâm lại thì vitamin mất đi tới 90%. Như vậy, cô bác không nên để rau qua đêm, giá trị dinh dưỡng trong rau sẽ không còn nữa. Trong trường hợp không ăn hết thì cô bác nên bỏ đi, không nên cho vào tủ lạnh, vì đây là cách lưu trữ cực kỳ nguy hiểm. Khi lưu trữ rau vào tủ lạnh, hàm lượng nitrat có sẵn trong rau sẽ biến thành nitrit, một chất gây ung thư cực kỳ có hại cho cô bác và cả gia đình.
Nhân đây, tôi cũng xin được chia sẻ với cô bác một số bí quyết luộc rau xanh, giữ nguyên chất dinh dưỡng nhé. Khi nấu ăn, cô bác cần lưu ý, tùy vào từng loại rau mà điều chỉnh thời gian phù hợp. Hãy nếm thử khi rau đến độ chín vừa, đừng để rau sôi quá lâu. Khi nước sôi, hãy bỏ ít muối vào để giữ màu cho rau. Tỷ lệ hợp lý là một thìa nhỏ muối trên một nửa lít nước luộc. Sau 30 giây, đảo rau và thử độ chín. Khi rau chín, dùng môi thủng vớt ra và thả vào bát nước sạch có sẵn vài viên đá lạnh. Chờ nước thật sôi mới cho rau vào luộc, bởi rất nhiều vitamin bị mất và hòa tan ngay sau khi rau được cho vào nước. Đun sôi nhỏ lửa khoảng 2-5 phút tùy theo từng loại rau. Khi rau luộc xong vớt ra để ráo, làm như thế rau sẽ ngon, giòn và không bị nát. Vài giọt chanh hoặc giấm cũng rất hữu ích trong việc giữ màu của một vài loại rau củ như súp lơ, cà rốt. Chúng cũng rất hữu ích trong việc tăng thêm hương vị các loại rau củ. Nên để nước ngập phần rau khi luộc, khi rau chín tới phải vớt ra ngay, vừa bảo toàn vitamin trong rau lại không làm mất màu xanh của bác nhé. Buổi tối, cứ ăn cơm với nước rau luộc này, máu dồn lên não sống rất thọ, gan thận sạch độc. Đầu tiên là nước rau muống luộc, thứ hai là nước rau ngót luộc, thứ ba là nước rau diền luộc, thứ tư là nước tía tô và cuối cùng là nước rau mùi. Đó là 5 loại nước rau rất có lợi với sức khỏe, của bác có thể sử dụng thường xuyên để tăng cường sức khỏe cho bản thân và gia đình mình nhé. Và đến đây thì nội dung của chúng tôi xin được khép lại. Nếu cô bác thấy video này của tôi hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý. An tâm vui vẻ, sống khỏe mỗi ngày.